đủ chưa? Chào bạn nha. À các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay anh em mình có một cái màn tròn để hút tròn cù vàng một thang cho nó lên mây luôn nha các bạn. Thì cái đường này là vô nhà trọ của cụ vàng nha, anh em mình sẽ giả ma phục kích ở đây, xong điện thoại cụ vàng cho nó chạy vô tròi mạnh chóng làm clip cho nó chạy ngang cái đường này để anh em mình hút cho nó ra nha bạn. Nói chung cái bàn tròn này á, thì nó có làm cho cụ vàng hoang mang sợ hãi thì các bạn cũng thông cảm nha. Không có khí hôm nay nó ở không lâu ngủ nó không vàng này là nó nghiêng ngã luôn. Tôi nói này các bạn còn muốn chơi nó còn hơn là ông nó đi quỳnh tính là quen quỳnh tính 100 ngàn vậy phải không? Ừ. Rồi bây giờ anh em mình sẽ chạy vô trong anh nông gian các bạn để xin một cây chuối nha, để anh em mình tạo một cái hiện trường là cái cây chuối này nó sẽ ngã ra đường này để cụ vàng chạy ngang nó sẽ thắng lại nó về cây chuối để anh em mình hút cho nó ra nha. Cây chuối đâu chạy qua được. Đúng rồi, đúng cây chuối ngã ngang đây. Đây là xin cây chuối chạy nha. Ok lấy cây chuối nhỏ xíu rồi xíu nó cái nó chạy qua luôn rồi sao đúng không? Không sao. Hay là ông lấy nhánh cây kìa. Ok nha. Lấy nhánh kìa hả? Lấy nhánh thôi mình cắn ra được nè. Hay lấy cái cọng cỏ kìa. Thôi bây giờ các bạn chờ anh em nha. Anh em mình sẽ chạy vô trong vắng để xin một cây chuối thiệt bự nha bạn. Để anh em mình tạo cái hiện trường là nó cây chuối này nó sẽ ngã ngang được. Để khi cu vàng ngang đây nó sẽ thắng xe là nó giờ cây chuối. Để anh em mình hút cho nó một hàng nha các bạn. Nụ hụng cái mặt na hôi nhựa hay có thể không đi ca hôi hết chịu. Thôi bây giờ các bạn chờ anh em mình đi chặt cây chuối nha các bạn. A few moments later. Thì mấy anh em mình đã chạy vô nông dân xin cây chuối. Anh em mình đã dựng một cái hiện trường giả cái hiện chuối nha bạn, là cây chuối nó sẽ ngã ngang đường nha, để cụ vàng chạy ngang nó sẽ giật cây chuối vô để anh em hút nha bạn. Bây giờ mình sẽ quá trang cho cô lùng làm một con ma ghê gớm nha bạn. Con ma mới canh phải sao mà cứ hay quá được. Trời ơi siết ở là có cần thành là nó lẽ thành ma luôn chứ không còn giả ma nữa. Không thành ma luôn á đậu hổng không hả không sao. Mày con ma ăn mày nha. Mà tính mày ra các bạn ha. Okay, mà tính ra chỉ có ông lùn muốn làm ma được thôi. Đúng, tại vì ông giống mày. Đúng. Tao giống quỷ. Tao bị trai gì mà mày không giống quỷ. Ê, giống mấy ông thầy đi khắc thực quá vậy. Giống mấy. Nè nè, y chang luôn nè. Ông thầy giả bộ. Chúng bú. Giống đụng. Giống giống. Ta trong tụ dục ta. Dùng mấy xong ra vô hết. Ơ má. Thôi con ma giống bú. Ê y chang như ma sơ luôn lắm. Thôi quỷ tính không, quỷ tính không. Ma gì giống con quỷ chết mẹ. Bộ xanh ma con mắt màu con nổi. Hai con chứ. Hai con ai quên đâu anh. Mày không tính ngay. Thấy chưa. Con này cũng con đâu nữa. Con lên. Ok chưa. Con ma con mắt đi. Thèm. Mà củi lên, củi lên. Củi hai coi ghê không. Thổ phóng trời ơi. Cái này mà gặp tôi tắt tôi chết luôn á. Nhìn giống ác đụ. Còn bây giờ mình sẽ điện cho thằng cu vàng các bạn kêu nó chạy vô trong chậu xin lỗi xin lỗi đây bây giờ mình sẽ điện cho cu vàng các bạn đánh nhầm luôn hả rồi mình hỏi ít sợ tôi có thể không được cái hả rồi cu ma gì tới ghê cu ma đang khát máu chết bà sao cái sim nó điện được ta này nha lô điện lô điện lô cái sim nó làm như nó thay sim khác vô nó chuyển như vậy nó gì đù nữa ua muốn chết thì hù nhé à im nha im nha đang đâu à cô vàng ông anh ơi ơi chạy vô chòi quen thật anh ông anh ơi. Ờ chạy thẳng vô trời nha. Ok. Rồi bây giờ nó toàn với mình tới. Bây giờ tôi đóng con ma cái nó nha. Bây giờ mình vô chỗ hẻm đi. Ai cũng vậy nó giọt ra cái này. Mau lắm, bây giờ sát bên hả? Bây giờ ông núp trong bụi chuối này đi. Cái tụi tôi đi về. Không. Anh núp trong bụi chuối này tao đi về. Tụi tôi đi về. Tao đi về luôn.
nếu như mà khu già nó chạy xuống này đúng không, nó chạy băng lên tới đây đáng sàn này sẽ ẩm cái chú này, nó bỏ qua anh kia dạng là những cái chui với cái bụi này đúng không, chui với bụi này nó kia lúc lúc trong tàu chuối đi, lúc trong tàu chuối luôn đi. Ờ cũng được á, nó ở bụi chuối này nó phải dài qua đó. Quay nó ôm mới về qua đây nó cũng chết. Về đường nào nó cũng chết. Xuống luôn. 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 Xuống rồi bây giờ anh em mình dựng máy quay để đón xem cu vàng nó ra nó sẽ phản ứng như nào khi gặp con ma á đù nha các bạn. Còn ok các bạn, bây giờ anh em mình đã đặt máy xong trần nha. Bây giờ thằng cu đen sẽ nấp đằng bụi lùm đằng kia, mình sẽ nấp đằng bụi lùm đằng này, còn quay phim nó sẽ nấp đằng bụi lùm đằng này nha. Xong phải nấp đằng bụi xong không? Ok bây giờ thì anh em mình chia hết nha. Hỏi cu lùm còn sống không? Còn sống không em? Đậu văn phòng khẩu. Bây giờ cu vàng nó chạy hướng nào nó cũng to với anh em mình kìa bạn. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn cùng xem clip của anh em mình hôm nay nó sẽ như thế nào nha các bạn. Trời, giấc ma, bước xuống máy, giấc ma hoài. Bữa nào tôi té luôn xỉu trong cổng đi. Xỉu, chịu à. Vì sao? Bao hoài làm hình quý. Cái gì? Dạ. Bao hoài? Biết làm mật luôn. Dạ. Rồi không hàng đi kêu làm mật. Trời. Đâu hả? Không có gì đâu mà cao cả đủ nha. Đi đâu thế nha, tẩm tẩm tẩm. Ủa, nhảy này, nhảy này chị ai? Bất biết, quý chị ma, giấc ma hoài, bữa nào cũng xỉu cho con chừa lộn, bước xuống trời. Cái mặt à, cái mặt sợ không còn miếng máu nữa. Em ghét. Ông xỉu gì mà xỉu chanh mày. Ông bà đầu chúng mày. Ai bà đầu? Ông bà đầu. Giết ma nè ông bà đầu. Ai bà đầu? Giết ma. Giết ma. Giết ma. Giết ma. Giết ma. Gì? Trời ơi. Trời ơi. Đi sao? Trời mà chẳng có gì trời ngủ vậy. Không chú. Chả có gì. Chặt ngay chú. Xin gặp người ta về ngủ luôn. Để ngủ đi ngủ đi. Đi gì sao? Ê, ông sạc, xuống nhở cái chuối đúng rồi. Bị cái chuối ngã đè đầu cái. Dạ. Bị cái chuối ngã đầu. Ngã đè đầu cái nữa. Tắm cửa sạch sẽ đi ra là bóng thật. Đẹp quá trời. Gì nhà tắm vừa lại ngủ đi ok không? Ủa, mỏng quá. Ở đây cái quần luôn kìa, nước nhẹp kìa. Mày không quần ông ta có cục cục rồi còn ông. Tối mà kêu tao làm. Con tao đó. Ngồi đâu hả? Ngồi đâu hả? Ê, chạy trong chạy dưới luôn, chạy ông
Anh biết gì chưa? Tôi mệt quá. Mà chổng không nè. Con đi về ngủ đi ông đây. Hết biết chưa? Tắt cái đi. Ông sẵn rồi. Đi đem nó cho. Bỏ giấy mày. Mình mày áo trắng. Quốc áo trắng thôi, tay sửa lịch đây mới tệm nha. Bánh xong trời. Thà cho nó. Bây giờ đi ngủ. Bây giờ mình sẽ dẹp cái chuối để trả lại cái đường chạy cho xe cho người ta nha bạn. Đậu bổng á, đùi vậy là vậy xong. Ôi thôi thôi. Vậy mạnh khỏe nha con vàng. Coi chừng ma già đó. Coi chừng ma vú đó. Gì vậy? Gì vậy? Trời. Quảng quá. Quảng quá. Quảng quá. Cho đường vàng là vui rồi. Ok. Cho đường vàng là vui. Cái nút clip để anh em mà dẹp cái chuối này trả lại cái đường chạy cho bà con nha bạn. Vậy nói chung là các bạn đừng làm theo cái bàn con ma này dưới mọi hình thức nha. Tại vì rất là nguy hiểm, các bạn thông cảm nha. Thôi rồi dẹp cái chuối các bạn.